Bữa sáng Giáng sinh. Khu du lịch Mỹ Phước Thành, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Giọt ra mấy cái khăn này. Đồ đồng quê. Bánh dân gian miền Tây Nam Bộ mình ha. Đủ loại trong đó, bánh bò, bánh da lợn, bánh chuối, bánh tùm lum, bánh bánh gì này, bánh gì sao? Bánh nước gừng chị, chấm với nước đường. Còn này bánh dân gian chấm nước cốt hả? Đẹp ha, ngon mà làm đẹp, trang trí đẹp. Có xuống ghe chơi thì xuống, hoặc là đi lại cái chỗ ngồi ăn luôn. Đồng Tháp cho nên rất là nhiều sang su bin su mô. Đợi mẹ thối lạc làm sao, người ta câu cá chơi. Đồng Tháp 10 nên là không thiếu hoa sen. Hải sản, cá tôm, mình order mình ăn. Giống như ở dưới quê ha, đồng ruộng vậy đó, nhưng mà cũng giữa trung tâm thành phố Cao Lãnh. Có cái vườn sinh thái như vậy. Đây, hai bên là sen. Nay về dây chơi miệt vườn theo phong cách miệt vườn. Đây là cái tâm sẵn nhà lá. Tiếu quá mắc cười ha. Đường về hai thôn. Trời ơi, chiếc ghe. Đó, nhìn đẹp vậy ha. Wow, toàn là gì? Cái này lúa, ruộng lúa với ông sen. Đẹp ha, nhìn đó. Chiếc ghe làm thành cái bàn ăn, nhìn nó đẹp ha. Cái chén nó đựng muối nè. Yeah, loa hát karaoke nè. Về thôn xưa ta hát khúc hoan ca, cây lúa tình quê thêm đậm đà. Mà ở đây thấy hành hoang không mát mưa không xuyên mình à. Không, ra ngoài nó gió lắm, tại mình ngồi trong đây cái tâm nó phát sáng hẳn đó. Gió ngoài gió đó nó nắng lên thì cũng ở đâu cũng vậy à. Thank you.
đã về tới. Rau muống xào tỏi. Em đi con. Cái đó là gỏi khô cá lóc xoài hả? Chế lên gỏi xoài khô cá lóc. Đúng nào hay nha. Và ba thái dừa. Là cái gì á? Đây là cá lóc hả? Nè, xong hôn xong đem mật không nè. Châu, có gồm trái khô quạt. Cái này cá chơi chiên. Cá chơi chiên chấm gừng. Con cá này cứng quá ta. À, khô. Trời, xuống biên dở ha. Nó nhả. Ông nội bắt cà phê ăn đũa rồi đó. Hồi nãy cho mẹ lấy cho. Chứ phải gắp cho thu ăn cho xô bên này cho vậy. Con gắp thịt cho xô bên nếu con nhận được đồ ăn. Bắt không phải mấy cái cỏ, mấy cái mông nó bị hoài à. Cá lóc nướng cuốn bánh tráng cho mắm mè. Chứ có cái quạt mà trong đó có chuối, khế, cà chua, dưa leo, lá sen. Đây sen non. Có sen non, rồi rau cải, cà lóc. Mẹ phải gấp cá để vô. Gấp rồi. Bún rồi. Ăn lớp nữa cho nó dày lên. Rồi, bự dữ rồi nè. Là lẩu nó biết là còn phải được bảo tồn. Lá sen non Đồng Tháp 10 thì dùng của sen, cho nên trong món cá lóc nướng cuốn bánh tráng chấm mắm me không thể thiếu lá sen non, vị hơi chát chát. Dưa leo, salad, và đây nè, hai cái đi. Dùng Đồng Tháp 10 không thể thiếu sen, salad, rau thơm. Hương sen Đồng Tháp. Chuối chát khóm. Cái này ở những cái tỉnh thành khác không có vụ lá sen như ở đây. Rồi thêm mấy miếng nhân cá. Đồng Tháp là đất sen hồng mà. Mùng bún. Chà chấm mắm gừng hả? Dạ. Nó có nước nước ở này nó khô ra. Rồi, cá lên chấm mắm mè cuốn lại. Để giờ không nhớ còn thiếu gì nữa. Cá, có cá cà chua bún nữa. Gào. Cá thiệt là nhiều, dài quá rồi, đậu phộng nữa mới ngon. Gì con? Bên đây còn gà nhiều lắm nè, xô bin. Xô bin đây còn gà nè, ăn gà đi con. Gà đi, nó ngon. Chấm mắm mè. Nó một mình nó quất hết nguyên dĩa cơm nè. Ủa, tới giờ chưa có cái lẩu hả? Có rồi. Kìa, tới để. Sao mình còn ăn này ha? Chấm mắm mè. Xuất sắc. Rồi. Dữ dằn chưa? Vị của lá sen non như thế nào? Ngon quá. Lạ mà nó chát chát mà ngon lắm. Nó giống như chuối chát mà nó ngon hơn chuối chát một chút. Không có nhớ hả? Không nhớ rồi. Ha, không có nhớ. Đây là món lẩu lương. Dạ. Rồi sao cưng? Món đồng quê thì cá lóc lương ớt chuột là số 1. Tiền bạc em chuyển khoản cũng được ha, đưa cho ông họ giùm chị đi. Bạc Hà nè, bông súng nè, bắp chuối bào, bông ngó sen và bông điên điển. Cái cây nữa hả? Cái chạy đi nghiên cứu khám phá. Đi khám phá. Vì sao không lấy máy của anh hai đi quay? Hết trơn rồi. Phải nó ăn sáng rồi đó. Sáng một thay ở trong cái khoảng này. Nó mềm luôn là cái con nó con gì lắm. Ủa? Con quay kiểu gì á? Quay gì ghê. Rồi, ăn trong tâm ra đi một vòng. Dễ
Cho mấy đứa cháu nhỏ, lớn nhỏ từ Úc tới Việt Nam trải nghiệm đi ke tạo xuồng. Rồi lên đường. Này nhân tạo thôi chứ không phải thật là đồng ruộng nữa. Nhưng mà cũng vui vui. Mày cho em. Mỹ Thành, Cao Lãnh, Đồng Tháp. Ở đây cũng có bông hoa nè. Em bé câu cá kìa. Em bé cho câu cá kìa. Fishing kìa. Cá mà ăn còn có bông. Đi hết một vòng thẳng rồi bây giờ họ dọc qua quay lại ngược lại hướng Việt Nam, quay giờ là hết một vòng đó. Sen không Đồng Tháp thì sen. Và lúa trong lúa, lúa có sen. Mà hồi tụt xuống kia, nó cửa sang quá. Ờ. Là chắc cũng sang nữa. Cá này nè, ở đây có cá rồi. Sao? Cái đường đó là nãy có ngồi chụp hình. Có chụp hình rồi hả? Ờ. Là lúa đi ngược lại. Ăn sen cuốn cá lóc rồi, bây giờ lượm bông sen. Ồ mát quá, giữa đầm sen Đồng Tháp. Sen luôn. Cái này mát nè. Ừ. Không bữa mình ăn đó. Bông lúa trong bụi sen.
Tôi bằng ngồi một buổi chiều chiều mà ở bờ hồ Nguyễn Du như vậy ha, người ta đi tập thể dục rồi người ta đi ăn uống chơi. Sau giờ tan làm, tan học, nhất là tuổi học trò hồi xưa là chuyên môn. Cứ đi học ra là chạy vòng vòng đây, đạp xe đạp, đi vòng vòng lên đây là cũng tấp vô. Đây bò bía, bò viên chiên, cá viên chiên, rồi gỏi khô bò. Đặc biệt là những món bò viên chiên, cá viên chiên ở Việt Nam là ăn là rau là không có thiếu ngò gai, rất là nhiều luôn. Đặc sản ở nước ngoài không có có nhiều như vậy. Em uống gì vậy hả? Cho chai sữa bò tươi luôn. Là đặc biệt ăn món này uống, ngày xưa là uống nước sâm, nước mía, bây giờ thì có thêm sữa bò tươi. Chai sữa bò tươi, bò bía. Uống sữa bò tươi tròn đi, nước trắng liền. Đây, miếng bò kèm với một miếng ngò gai là số 1. Bò viên chiên, cá viên chiên. Chúc chuyện hoàn vậy. Đó là bò viên. Yeah. Còn vậy bằng này là giống bò viên làm nhắm nhắm thôi mà học sinh hay về hay ghé ăn này là gợi nhớ thời tuổi học trò. Bây giờ món ăn chơi năm, đúng mấy rồi năm cũng quay rồi. Ăn ít ít đó thì là ăn chơi, mà ăn nhiều thì cũng no lắm nha, no bụng lắm á, kèm thêm một miếng rau vô là xuất sắc luôn. Mấy mươi năm quay lại ăn vẫn thấy hương vị như xưa. Cá viên chiên, bò viên chiên. Ngon ha. Cái này còn ớt sa tế. Tương ớt rồi sa tế, tương đen, tương ớt. Quá ngon. Gỏi khô bò, gỏi đu đủ, khô bò đen. Khô bò này nó là nước ngọt ngọt. Cái này nó là cái gan của con bò. À chứ không phải thịt bò. Dạ đúng rồi. Rồi trộn lên và ăn nó không phải là cái miếng khô bò. Đúng rồi, gan bò mà nó làm theo kiểu vị ngọt. Ngon ha. Khô cá lóc, khô cá lóc, khô nguồn xuất sắc hơn. Gà giảm cân hả? Dạ, nó hỗ trợ mình thấy đồng can ăn được, ngủ được á. Bánh ngũ cốc dinh dưỡng này lạ quá ha. Bánh ngũ cốc dinh dưỡng quá ok ha. Đủ thứ này, chứ si gặp là thích lắm nè. Có chè nữa nè. Chè bà ba 15 ngàn một ly chị ơi. Mới nấu luôn. Cái này mới nấu để ăn được. Hồi nãy tới kia mình qua đây mình ăn nha. Mình đâu biết đâu, có nhiều món ăn được. Đây nữa nè, trà sữa. Trà sữa. Đủ loại bánh nữa. Wow. Đây đây. Nhiều lắm. Có món này ăn được, món kia ăn được. Không thiếu món gì. Này bánh mứt tết nè. Trà sữa. Ồ, cái này nước muối ớt, bồ câu quay. Xôi nướng. Đó, còn da dày xuống dưới. Ừ.
chợ đêm Giáng sinh thành phố Long Xuyên, An Giang. Đúng rồi. Cá mực nè. Cái khô gì? Cá đuối. Cá thẹp, cá đuối. Cá đuối là cái này nè. Cá đuối. Là cá đuối là này nè. Anh ăn cái mình đi. Đầu. Đi ăn nó vô nó mới ngon. That's why thấy món này là cơm tấm gì đó. Hội nghị bàn tròn đêm Giáng sinh 2023 tại Long Xuyên, An Giang, Việt Nam.